Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con Wiscan Bike, phải nói là bạch mã hoàng tử. Con xe này sườn size 50, chuông sườn, bánh 700C. Xe zin đẹp. Đây, mình sẽ quay cận cảnh nhé. Như các bạn một số bạn đã biết ấy, thì cái dòng Wiscan Bike này thì đồ nó xịn lắm. Đấy. Toàn đồ FSA không à. Đó, đây, cổ đầu của nó đây. Đấy, nhôm trắng bóc nha, nhôm không sơn trắng bóc. Đấy. Tay đè bấm xả, logo Wiscan Bike đây. Đó, chén cổ này FSA nhé. Cái này, cái hàm thắng này là của Techo này. Đấy, đây. Vỏ zin theo xe nhé. Đùm căm vành zin đẹp long lanh đây này, nó còn nó sáng mà nó bóng cỡ như thế này thì biết rồi đúng không? Đây đấy, vành đây, vành như mới luôn đấy, này căm còn rất đẹp nhé, chân thau luôn, căm zin của nó mà cái chân căm này còn thau này, sơn thì đây màu trắng, trắng tinh nguyên luôn. Đấy, bắt nét nhé. Các bạn thông cảm bởi vì cái màu trắng này mình bắt nét hết cỡ nữa chỉ lên được cái này nhé. Tại làm như nó có phản xạ này, nó dội ánh sáng lại. Những màu khác thì bắt nét căng luôn, mà cái này bắt chỉ được như thế này thôi. Đấy, mình các bạn thấy liên tục mình mổ để thay đổi cái độ nét ấy mà nó. Rồi size, sorry các bạn nhé. Size hãng ghi là size 51 nhé. Size 51 ở đây. Đấy. Giò đĩa của nó thì tuyệt vời. Cái dòng này nó xịn lắm. Đấy. Wiscan Bike hàng nội địa Nhật. Giò đĩa là còn mới cáo nhé. Nhôm luôn. Đấy. Đây, Shimano Tunei. Đây ạ. Đấy, clip đấy. Kêu dè 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 dè. Con xe này có chắn bảo vệ cùi đè nhé. Đấy, bằng cái thanh này rất chắc chắn. Đây, vành đẹp lắm, cái dòng này nó vành nó đẹp mênh mông luôn. Đấy, vành rất đẹp luôn. Đùm thì như mới, đùm nhiều khi các bạn cứ tưởng là thay mới nhưng không, bao nhé, đùm căm vành zin nhé. Nhưng mà nó mới quá thì nó như thế này, nhưng mà cam kết là đầu zin. Đấy. Đây này, kể cả từ cái móc câu nó còn trong veo này. Đấy. Hàm thắng này. Yên của nó thì yên con này là yên thông khí nhé, yên zin nhé. Không có bọc lại. Đây, yên này là lớp bọc zin luôn. Đấy. Rồi, Wiscan Bike. Đó. Bộ đầu của nó cực chất, đầu long lanh luôn. Rồi. Nó long lanh thì thế vậy, nhưng mà mình vẫn tiến hành nhé. Chỗ mình thì giá nào cũng phải test cái chuyển động nhé. Con này thì nó đơn giản là nó có một đĩa, dòng thể thao đường phố. Cho nên là mình sẽ test cái chuyển động clip cho các bạn xem thôi. Size 51 nhé. Mình chưa đo thực tế không đứng, nhưng mà size hãng ghi là 51. Lúc nãy mình ang áng rồi nó. Rồi. Đây, các bạn mình bắt nét này. Các bạn chú ý vào đây nhé, mình lên cho các bạn xem. Đấy, đây. Đó. Cái này thì có thể là dùng đây, ở đây cái đề nhé, ở đây nó có cái vi chỉnh nhé. Khi các về nhà chạy trong quá trình mà nó cáp nó chưa được chuẩn ấy, thì cái này là vi chỉnh, các bạn vặn lên vặn xuống để tăng giảm cái độ nhạy của cái, độ chuẩn của cái đề. Đấy, bạn thấy không? Ok. Rồi. Chuyện đó thì mình quẹt test cái chớn cho các bạn xem. Đấy, chớn xe này. Thân thành của đùm nhé.
Mình nghĩ là chắc không chỗ nào mà test kỹ như chỗ mình đâu, thiệt. Test gần, test xa này, cận cảnh này, đấy. Test chớn luôn nhé. Con này thì nó còn rất đẹp, nguyên bản nó như vậy đấy. Sơn zin có chảy một vài chỗ nha. Nhưng mà cơ bản là đẹp, cơ bản là sơn còn rất đẹp. Có chảy vài chỗ không đáng kể. Về nguyên tắc thì xe bãi thì phải chảy thôi. Đấy các bạn thấy trơn không? Giữ mỏi tay luôn đây này, đang giữ chết mẹ ra đây này, đấy, giữ mỏi tay đây mà còn. Những cái review mà cái con mà nó quá trớn kiểu này là cũng mệt. Rồi cho nó dừng nhé, chứ nó còn bị lâu lắm. Cho dừng này. Đấy các bạn ạ. Có người mà mong cho nó quá trớn còn không được. Đây mà trớn nó còn phải cho nó dừng luôn chứ, giữ nó lâu. Thời gian kéo dài video để coi nó. Nó dài cái video quá. Mà những cái thông số kỹ thuật mình đưa lên được hết rồi. Đây size 51. Thế sườn thì chuông chắn nhé, rất đĩnh đạc, dáng thì cổ điển. Con này là nói gì nói nó là dáng cổ điển ha. Nó chỉ khác cái là nó có cái bộ đề cái thời hiện đại bây giờ thôi. Còn dáng xe là dáng cổ điển, rất đẹp. Mà sườn nhôm không to không nhỏ, dừa dừa đấy. Thông thường các bạn chúng ta là không thích to quá, không thích nhỏ quá, mà thích dừa dừa đúng không? Cho nên con này đúng là dừa dừa. Rồi, bạn nào chốt con xe này thì gọi ngay cho mình số 0939 086 797 để chốt đơn. Hoặc các bạn có thể chat Zalo, cứ chụp màn hình con này được quăng vào Zalo cho mình, quăng vào tin nhắn đấy. Nổi lên là mình trả lời nha. Rồi, mình xin dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.